Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, sau khi tàu được phép đón trả khách trở lại tại ga Đà Nẵng, công ty đã tổ chức chạy lại hàng ngày đôi tàu khách thống nhất SE3, SE4 tuyến Hà Nội Sài Gòn kể từ ngày mai ngày 11 tháng 9, sau khoảng một tháng tạm dừng vì Covid-19. Trước đó, đôi tàu SE21, SE22 Sài Gòn Đà Nẵng cũng đã được chạy lại từ ngày 8 tháng 9.